Dạ vâng, lần đầu tiên xin cho phép Shop Dụng Cụ Nông Nghiệp và Săn Bẫy gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Shop bên em lại làm một video ngắn để giới thiệu đến các bác một cái dòng loa như em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Thì cái dòng loa Q92 này vừa rồi dòng loa này về rất là nhiều. Đây là em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu chi tiết đến các bác cái dòng loa này. Trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm, em sẽ giới thiệu qua với các bác cách giao dịch và bán hàng bên đơn vị em. Thì đơn vị bán hàng bên em sẽ đóng hàng chuyển hàng qua đường bưu điện. Các bác nhận hàng tận tay, cứ việc bóc hàng ra kiểm tra. Nếu hàng đúng mẫu mã, đúng sản phẩm, đúng với những cái gì shop đang quảng cáo trên video thì các bác mới phải thanh toán với bên shop. Thì để không mất nhiều thời gian, em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm luôn. Thì cái mẫu dòng Q92 này nhà em thuộc phân khúc dòng loa cao cấp, nhà em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Thì em sẽ mở hộp ra và kiểm tra chi tiết, review cho các bác những cái phụ kiện và những cái chức năng bên trong loa và thời gian sử dụng cũng như là độ bền của loa. Thì cái dòng loa này nhà em ấy, khi các bác mua về sử dụng thì nhà sản xuất có tặng kèm cho các bác này, gồm có một túi đựng loa như thế này để khi các bác mang đi sử dụng, các bác đeo trên người rất là tiện dụng. Thì các bác đi rừng trong này có cả một cái dây đeo loa nữa. Thì nhà sản xuất có tặng kèm cho các bác. Thì tiếp theo là một cái điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa của dòng Q92 này thì nó lại được tích hợp dùng với những cái quả pin điện thoại như thế này, để cho các bác khi các bác sử dụng, nếu có trường hợp hết pin thì các bác lại sạc vào để dùng tiếp, chứ không phải thay pin những cái dòng loa đời thấp. Tiếp theo là gồm có một cái củ sạc. Thì củ sạc này ấy, nó dính liền với cái dây sạc để sạc riêng cho cái thân loa. Còn cái dây sạc nhà sản xuất tặng kèm để sạc với cái điều khiển từ xa thì các bác phải dùng với những củ sạc rời ở nhà cho những cái dòng smartphone ấy. Thì thế hệ 4.0 rồi nên ra là ai cũng có smartphone thì ai cũng có dùng những cái củ sạc rời, thì các bác dùng để sạc cái điều khiển từ xa này nhé, cắm vào sử dụng. Còn cái phần quan trọng nhất là phần thân loa. Thân loa của dòng Q92 đây, các bác có thể thấy khi chuyển đến tay các bác, nó sẽ được bọc trong một cái lớp chịu lực, cái lớp túi chịu lực như thế này, để trong quá trình vận chuyển nó không bị hỏng hóc, không bị méo sạch hay là bị xước sản phẩm của các bác. Và cuối cùng là một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Thì quyển sách hướng dẫn sử dụng này toàn tiếng Trung Quốc thôi, nên là em cũng không biết đọc, em cũng không biết giới thiệu như thế nào. Thì các bác mua về các bác chắc chỉ nhìn hình vẽ, nếu mà ai biết tiếng Trung thì sử dụng, còn không thì quyển này cũng không cần thiết lắm. Thì cái dòng loa này ấy, em sẽ mở cái thân loa này ra và giới thiệu chi tiết bên trong cho các bác. Thời gian sử dụng của dòng loa này thì rất là trâu bò nhé các bác nhé. Đảm bảo cho các bác trong quá trình sử dụng, nếu các bác sạc đầy, các bác sử dụng liên tục trong vòng 10 đến 20 tiếng, bảo hành cho các bác từ 10 đến 20 tiếng luôn. Thì vòng thân loa thì là hình vuông, được phun một lớp sơn màu đen. Phần bát loa rất là to, đảm bảo chất lượng âm thanh cực kỳ tốt cho các bác. Cái dòng loa Q92 này thì đã được cải tiến về âm thanh. Thì được cải tiến 3 nút đây. Công tắc nguồn, vặn volume ở đây, chỉnh bát chét các thứ ở bên này. Các nút qua bài, lách bài, tăng âm thanh, dừng lại, bầu kia các thứ ở trên này hết. Thì dòng loa này nhà em mà chạy qua thẻ nhớ thì các bác mua kèm thêm một cái thẻ nhớ. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thẻ nhớ thì nhà em có cung cấp thẻ nhớ 4GB. Thì nếu các bác muốn đánh con chim gì hoặc con thú gì, nhà em sẽ tải cái file tiếng cho các bác. Thì tất cả các chức năng nó được tích hợp ở trên này hết. Thì đấy, các bác có thể thấy cổng sạc này, cổng USB này, cổng thẻ nhớ này, các đèn báo này, rồi các lỗ cắm tai nghe, cắm mic các thứ ở đây đều được tích hợp trên đây. Bảng điều khiển đều, đây là bảng điều khiển điện tử. Thì về cái thần bát chét, bát của loa thì rất là to, thiết kế ở phía đằng trước đây. Thì đảm bảo cho các bác chất lượng âm thanh cực kỳ lớn, và âm thanh của cái dòng loa này rất là ngọt. Thì các bác dùng dòng loa Q92 rồi thì nếu ai đã dùng qua thì đều không có ý định sử dụng những cái dòng loa khác, tại vì cái dòng loa này nó quá hoàn hảo cho các bác sử dụng trong cái công việc, cái bẫy giải trí và bẫy kinh doanh. Thì nói thêm một tí nữa về cái phần điều khiển từ xa. Thì cái điều khiển từ xa này nhà sản xuất đề ra trên đây là phạm vi hoạt động 2000m. 2000m nhé các bác nhé. 2000m là khoảng cách rất là xa. Thì nhà em đã mang đi sử dụng và test cho các bác. Thì nhà em mới chỉ test được đến 300-500m. Thì nhà em bao test cho các bác phạm vi hoạt động 300-500m, không phải rút dàn anten ra để bắt sóng nhé. Và các bác lưu ý nhé, không phải rút dàn anten ra để bắt sóng. Cứ trong vòng khoảng phạm vi 300-500m các bác không phải kéo dàn anten ra. Thì sử dụng, khi sử dụng thì có được tặng kèm thêm một cái cục sạc, một cái quả pin như thế này. Thì với cái dòng loa này ấy, nó thuộc cái phân khúc loa cao cấp, đâm ra là không phải suy nghĩ gì về chất lượng.
Về số khối lượng thì số lượng nhà em nhập về rất là nhiều, đơn hàng về rất là lớn, thì giá thành chắc chắn là sẽ rẻ hơn những cái đơn vị bán hàng nhập về số lượng nhỏ lẻ. Nhà em nhập trực tiếp bên đầu mối, bên nhà sản xuất luôn, không qua một thương lái, không qua một trung gian nào. Đâm ra giá cả rất là cạnh tranh. Các bác hãy cứ tham khảo những cái mẫu mã, những cái sản phẩm trên thị trường. Nếu ưng cái mẫu sản phẩm này bên shop em thì hãy nhấc điện thoại lên và liên hệ với em qua hai cái số điện thoại em để ở đây. Số điện thoại Viettel là 0865002688, còn số Villa là 0911362043. Các bác hãy kết bạn Zalo với hai số điện thoại này. Nếu trong trường hợp các bác muốn kiểm tra hàng trước khi đặt hàng thì hãy liên hệ với em qua Zalo, em sẽ quay video và giới thiệu với các bác trực tiếp luôn. Một video ngắn ngày hôm nay, do thời tiết đang rất là mưa cho nên là kênh này em luôn luôn đăng tải với những sản phẩm về nông nghiệp, về những cái dụng cụ để cung cấp cho các bác đi săn bẫy. Thì hôm nay em đang ý định làm những cái về những cái mẫu kéo để giới thiệu với các bác những cái mẫu sửa vật dụng để cho các bác trong nông nghiệp, nhưng mà trời đang mưa to quá không thể đi test thực tế được cho các bác. Hôm nay em ở trong nhà làm những video bán hàng, những cái giới thiệu những cái sản phẩm cung cấp để khi các bác đi săn bẫy. Thì các bác ưng cái sản phẩm này thì hãy nhấc điện thoại lên và liên hệ với em nhé. Thì video ngắn em xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.